Đó là tầm 4 giờ sáng vào một ngày giông bão trên biển. Vị sĩ quan trên tàu HMS Bachand, tức hoàng tử George V, đang làm công việc quan sát thường trực của mình. Bỗng, ông trông thấy một con tàu sáng rực, màu đỏ ở phía xa, từ từ tiến đến gần. Dùng mình bởi thứ đang xuất hiện trước mắt, vị sĩ quan định gấp rút báo cho mọi người. Chỉ để bị vỡ lẽ, viên hoa tiêu cùng tàu đã phát hiện ra nó trước ông. Đáng tiếc rằng, anh chàng ấy đã chết tức tưởi khi ngã từ cột buồm xuống biển không lâu sau đó. Câu chuyện bạn vừa nghe chính là ghi chép của vua George V về cú chạm mặt lịch sử của tàu HMS Bachand với người Hà Lan bay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trong hàng xa số những con tàu ma ngoài kia. Vì những sự cố hy hữu mà biển cả đã trở thành nghĩa địa của không biết bao nhiêu xác tàu, biến chúng thành những nỗi kinh hoàng nước tiếng của ngành hàng hải. Nếu nhiều trường hợp đơn thuần chỉ là ảo ảnh, thì số khác lại là tàu ma hữu hình. Chúng đã tra tấn tâm lý người đi biển đến nhường nào, và liệu hiện tượng tàu ma đó có còn là bí ẩn không lời giải? Hãy cùng PKD tìm hiểu ngay sau đây. Hiện tượng tàu ma là cách gọi nôm na ám chỉ những chiếc tàu đáy không chạm nước, nổi lênh bênh trên không trung. Phần lớn được phát hiện từ xa, những con tàu này thường được cho là xuất hiện lấp lửng, lúc ẩn lúc hiện giữa lớp sương mù trong điều kiện thời tiết xấu. Nhưng sự hiện diện bất thình lình này chỉ mới là bắt đầu của một chuỗi những nỗi kinh hoàng không hồi kết. Cái gào thét trong đêm đen của tên thuyền trưởng tàu xấu số, vết mực đứt gãy trong cuốn nhật ký viết vội của ông, cùng những cái xác lạnh ngắt của đám thủy thủ nằm la liệt trong khoang tàu, tất cả đều đã thêu dệt những trải nghiệm đi biển thành những câu chuyện rùng rợn được dỉ từ tai người này sang người khác. Tuy nhiên, trái ngược với những lời đồn và truyền thuyết, tàu ma thực chất thường xuất hiện vào ban ngày, đặc biệt là trong điều kiện trời quang mây tạnh. Đáng nói hơn cả, chẳng có lời nguyền nào bủa vây hay ai đó phải bỏ mạng khi nhìn thấy tàu ma cả. Đó thực chất chỉ là sản phẩm của tạo hóa mà ra. Sản phẩm ấy chính là hiện tượng ảo ảnh Fata Morgana, được đặt theo tên mụ phù thủy Morgan Le Fay trong truyền thuyết Arthurian. Những gì đằng sau nó là cả một câu chuyện buồn. Chuyện kể rằng, Morgan Le Fay là người em gái kém may mắn của vua Arthur. Bất ba mẹ từ nhỏ, cô được gửi vào tu viện để học ma thuật dưới sự chỉ dạy của người thầy Merlin. Đến lúc lớn, số phận của Morgan cũng không khá hơn là bao, khi không chỉ phải trải qua cuộc hôn nhân lận đận mà còn bị khước từ bởi tình yêu thực sự của đời mình. Có nhiều lần âm mưu giết chồng và anh trai Arthur nhưng bất thành, khiến cô đành bỏ chạy khỏi xứ Camelot và không bao giờ quay trở lại. Tại vùng đất mới, tức eo biển Messina bây giờ, Morgan đã tạo dựng nên những tòa lâu đài bay lơ lửng bằng tà thuật nhằm lùa dân thủy thủ vào chỗ chết như một cách trả thù những người đàn ông từng gieo rắc sự thống khổ cho mình. Tuy sự tương đồng giữa những tòa lâu đài bay và tàu ma mang màu sắc hư cấu, nhưng bản chất Fata Morgana lại bắt nguồn từ khoa học. Cụ thể, Fata Morgana xảy ra do sự chồng chất của các lớp không khí được chiết xuất khác nhau trong điều kiện thời tiết ôn hòa. Khi đó, việc không khí lạnh gần mặt biển được phủ lên bởi những lớp không khí ẩm cao hơn sẽ kích hoạt hiệu ứng nghịch nhiệt, dẫn đến bẻ cong luồng ánh sáng của tàu khi đi, nó đi qua khe hở của các dòng khí. Cũng từ đây mà tạo ra hiện tượng tàu ma từ vị trí của người quan sát từ xa. Chính vì cần đến điều kiện khí tượng này mà Fata Morgana rất hiếm gặp ở ngoài đời. Phần lớn những vụ tàu ma được ghi nhận là ở khu vực Bắc Cực hoặc nước Anh vào mùa đông. Những nơi mà nếu không phải là nhà nghiên cứu, ta sẽ chẳng bao giờ rảnh rỗi mà đặt chân đến. Tưởng chừng như vô hại, nhưng chính hiện tượng ảo ảnh này đã được kết luận là thủ phạm khiến tàu Titanic nổi tiếng lâm nạn và cướp đi sinh mạng của khoảng 1.500 người. Nhà sử học Tim Maltin nhận định, vùng nước thuộc dòng hải lưu Labrador ở Bắc Đại Tây Dương, nơi Titanic gặp nạn, vốn dĩ là nơi cư ngụ của vô số các tảng băng trôi, cao đến cả chục mét. Dòng không khí ấm trên những tảng băng này đã giúp chúng tàng hình và trở thành những dải mây mù trong mắt những người canh gác trên tàu. Tưởng đây chỉ là dấu hiệu của thời tiết dày sương, Titanic cứ tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ. Con tàu huyền thoại đã không lường trước được tương lai và bị đẩy vào cõi chết không lâu sau đó. Nhưng ngay cả khi bị đâm, số lượng người được cứu đã có thể cao hơn rất nhiều, nếu không phải vì thứ ảo ảnh chết người. Bởi vào thời điểm Titanic đắm, cách đó không xa, tức chỉ tầm 16 km, là tàu chở hàng SS Californian. Tuy Titanic đã phát đi mã Morse để được cầu cứu khẩn cấp, tàu Californian lại vô tình bỏ lỡ. Lý do là vì tín hiệu cầu cứu này đã bị hiệu ứng nghịch nhiệt từ các dòng khí nóng lạnh giết mất đi ý nghĩa, khiến nó xuất hiện chẳng khác nào những chiếc bóng đèn nhấp nháy lộn xộn. Vì sự hiểu lầm tai hại,
Titanic đã ghi danh mình vào danh sách những vụ tàu ma nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại. Ngoài Titanic, thực tế cho thấy trên thế giới có ghi nhận không ít những vụ tai nạn tang thương trên biển do tàu ma gây ra. Nhưng đáng nói ở đây là chúng không phải ảo ảnh. Thay vì xuất hiện từ xa như một kết quả của hiện tượng Fata Morgana, những trường hợp sau đây là có thật và nguy hiểm gấp bội lần. Đầu tiên phải kể đến Frigorific. Vào một buổi sáng dày sương năm 1884, tàu Romney đã vô tình đâm phải tàu Frigorific, khiến đoàn thủy thủ của tàu này phải nhanh chóng chạy qua Romney để tìm đường sống. Đám thủy thủ thoát khỏi cửa tử chưa được bao lâu thì Frigorific đã quay về trả thù. Con tàu khổng lồ xuất hiện lù lù ngay trước mắt. Vết thủng vẫn còn nguyên trên thân, nhưng Frigorific vẫn đang ngang nhiên nổi trên mặt biển như chưa có gì xảy ra. Trong lúc những thủy thủ còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì cú va chạm thứ hai đã diễn ra, nhấn chìm Romney và đoàn người xuống lòng biển sâu. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải Frigorific phải chìm trước đó rồi sao? Lý do là vì tuy Frigorific đã bị đâm thủng, nhưng vẫn chưa đủ sâu để bị nhấn chìm trong thời gian ngắn như thế. Điều này đã tạo điều kiện cho con tàu chạy gần hết một đường tròn trước khi đâm vào Romney thêm lần nữa. Nếu con tàu ma vừa rồi chỉ tồn tại trên mặt nước trong một khoảng thời gian ngắn, thì huyền thoại Mary Celeste sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Được phát hiện vào tháng 12 năm 1872 ở Đại Tây Dương, con tàu ma tuy bị thủng nhưng nhìn chung vẫn còn trong trạng thái tốt và vẫn đang căng buồm đi về phía eo biển Gibraltar. Tuy nhiên, không một bóng người được tìm thấy trên tàu. Hàng loạt giả thuyết đã được đặt ra xung quanh sự biến mất kỳ lạ này, nhưng việc Mary Celeste có khả năng tiếp tục đi theo lộ trình vẫn gây chú ý hơn cả. Về căn bản, một con tàu cả ngàn tấn nổi được là vì trọng lượng riêng của nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. Đó là vì sao khi nước bắt đầu tràn ra khỏi thân tàu, thủy thủ đoàn đã sợ rằng Mary Celeste sẽ sớm chìm. Tuy nhiên, điều họ đã không tính tới là động lực học chất lỏng. Nước trong khoang đã ngừng chảy ra ngay khi đạt đến ngưỡng ngang với vị trí của lỗ thủng. Lượng nước trong khoang khi đó vẫn đủ để cho con tàu tiếp tục nổi thêm một thời gian dài. Cùng với sự đẩy đưa của các dòng hải dương, con tàu hoang tiếp tục cuộc hành trình trên biển, trong khi không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn. Một vụ tàu ma khác có thể kể đến là tàu chở muối A. Ernest Mills. Vào một đêm tĩnh lặng đầu tháng 4 năm 1929, một sự cố va chạm với USS Childs đã khiến thủy thủ đoàn phải bỏ mặc cho tàu chìm. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, họ đã phát hiện nó đang nổi trên mặt biển. Nguyên nhân là do số lượng muối vẫn còn tồn đọng trong tàu. Tuy nước đã tràn vào khoang và nhấn chìm con tàu, muối đã nhanh chóng tan ra, khiến lực nổi lớn hơn trọng lực và cuối cùng đẩy con tàu lên trên mặt biển trở lại. Bạn thấy đấy, tuy những chiếc tàu ma hữu hình này đều mang cho mình những câu chuyện khác nhau, nhưng cuối cùng thì vẫn giống nhau ở một điểm, đó là lênh đênh trên mặt biển trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi phần lớn đã ngủ yên dưới đáy biển, một số bị trục vớt lên, thì những con tàu này lại trở thành công cụ hỗ trợ giới khoa học trong việc nghiên cứu. Bằng cách theo dõi hướng di chuyển của chúng, những nhà khoa học đã biết được hình dáng và tốc độ di chuyển của đảo giác Thái Bình Dương, dòng hải lưu Gulf Stream và những dòng hải lưu quan trọng khác. Và đó là tất cả những gì PKD muốn chia sẻ ngày hôm nay. Nhờ vào sức mạnh khoa học, nỗi kinh hoàng năm nào của ngành hàng hải đã dần tan biến. Fata Morgana giờ đây trở thành hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Còn những con tàu ma hữu hình thì lại giúp ích cho con người. Tàu ma có lẽ không còn là bí ẩn về xã hội, nhưng những truyền thuyết và lời đồn sẽ sống mãi trong trí nhớ tưởng tượng của chúng ta. Liệu những giả thuyết khoa học được đưa ra có đáng thuyết phục? Và liệu chúng có còn đáng sợ như bạn nghĩ? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.